Minh Thúy xin kính chào quý vị. Tin tân Tổng lãnh sự Mỹ tại Sài Gòn đến thăm bác sĩ Nguyễn Quốc Quân. Trước khi lên đường đi Việt Nam nhậm chức, tân Tổng lãnh sự Mỹ tại thành phố Sài Gòn, bà Rina Peter đã tới thăm xã giao bác sĩ Nguyễn Quốc Quân. Theo nguồn tin từ Tổ chức Tập hợp Vì nền Dân chủ, cuộc gặp gỡ đã diễn ra vào lúc 4 giờ chiều ngày thứ Tư, 3 tháng 7, 2013, tại tư gia của bác sĩ Nguyễn Quốc Quân. Tháp tùng cùng bà Tổng lãnh sự còn có ông Greg May, Giám đốc Văn phòng Việt, Miên Lào tại Bộ Ngoại giao Mỹ. Về phía Việt Nam, gồm có sự hiện diện của bác sĩ Đỗ Minh Thiệu, dược sĩ Eva Nguyễn và cô Tường Vi, thành viên của Tổ chức Tập hợp Vì nền Dân chủ. Trước khi trao đổi ý kiến, bác sĩ Nguyễn Quốc Quân đã ngỏ lời cảm ơn bà Peter về nhã ý đến thăm ông trước khi bà đi nhận nhiệm sở tại Sài Gòn. Ông và các thành viên của tổ chức rất trân trọng về cơ hội được trao đổi ý kiến, thảo luận với bà về vấn đề liên quan tới Việt Nam. Ông hy vọng cuộc gặp gỡ ngày hôm nay giúp cho hai bên hiểu nhau hơn, tạo được mối liên hệ tốt đẹp để cùng nhau làm việc cho một Việt Nam tự do và tươi sáng hơn. Đáp lời, bà tân Tổng lãnh sự cho biết là kể từ khi được chỉ định làm Tổng lãnh sự Mỹ tại Sài Gòn, bà đã nhận được rất nhiều tài liệu, tin tức và thuyết trình về Việt Nam. Nhưng bà vẫn cảm thấy chưa đủ. Vì vậy, bà muốn có dịp trao đổi, thảo luận và đặc biệt là nghe những nhận định cá nhân của bác sĩ Nguyễn Quốc Quân trước khi đi nhận nhiệm sở. Bà hy vọng buổi cà phê đàm ngày hôm nay sẽ giúp tạo được tình thân hữu, cộng tác làm việc chặt chẽ trong những ngày sắp tới. Tiếp theo, bác sĩ Nguyễn Quốc Quân đã vắn tắt trình bày về thực trạng Việt Nam dưới chế độ độc tài, đảng trị, về đời sống cơ cực, bị tước bỏ nhân quyền và chà đạp nhân phẩm của người dân. Về những ước vọng khát khao dân chủ của dân chúng tại Việt Nam, ông đặc biệt lưu ý bà về tình trạng gia tăng đàn áp, nhân quyền, nhất là trong hai lĩnh vực tự do thông tin và tự do tôn giáo. Về tù nhân chính trị và tình trạng nhà tù ở Việt Nam. Sang phần thảo luận, bà Peter cùng ông Greg May đã nêu lên nhiều câu hỏi và thắc mắc đã được thảo luận và trả lời thỏa đáng. Trước khi bà Tổng lãnh sự ra về, bác sĩ Nguyễn Quốc Quân đã trao cho bà một số tài liệu về nhân quyền Việt Nam do chính các nhân vật bất đồng ý kiến ở quốc nội nhờ chuyển. Bác sĩ Nguyễn Quốc Quân cầu chúc cho bà Tổng lãnh sự thành công mỹ mãn trong nhiệm vụ mới, và bà tân Tổng lãnh sự cũng yêu cầu bác sĩ Nguyễn Quốc Quân giữ mối liên lạc thường xuyên và cộng tác chặt chẽ trong công việc chung. Buổi tiếp xúc đã được diễn ra hơn một tiếng đồng hồ, chấm dứt vào lúc 5 giờ 30 chiều cùng ngày. Được biết, bà Rina Peter là một chuyên viên về các vấn đề Trung Đông và bà đã phục vụ nhiều năm tại các quốc gia thuộc vùng này. Đây là lần đầu tiên bà đảm nhận một chức vụ tại Đông Nam Á. Vừa rồi là tin tân Tổng lãnh sự Mỹ tại Sài Gòn đến thăm bác sĩ Nguyễn Quốc Quân. Minh Thúy xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong kỳ phát hình lần tới.